Đây nó có cây chanh, cái trái nó ra ra, cái trái nó to bằng cái trái bưởi ổi của Việt Nam mình á. Trái ra ra lòng đường cũng không có ai buồn hái. Đó, cái bông, cái hoa này là cái hoa hoặc là cái hồng to nữa, nhưng là chỉ trong bóng mát nên nó không có lớn nổi. Nhìn á, nhìn sơ thì giống như cái peony sa cây mẫu đơn đó, nhưng mà cái cánh nó ít lắm, không có thơm. Mình có cái tật là hay đi ngửi những cái hoa đó đó. Anh mình cứ rầy, anh nói là những cái hoa đó nhiều khi có những cái trứng sâu bướm đó, mình hít ra nó chuyển vô trong phổi mình, nó đẻ ra trứng ở trong đó. Tuyệt vời, bệnh này mình thấy hay đó. Nên là những cái cây này nó kêu là cái cây Century Agave. Loại này đó thì nó cắt nó trẻ ở dưới gốc rồi cũng thành cái trái thơm. Thì người Mỹ đó, họ dùng cái gốc này đó, họ cắt chỉ có cái thân trong thôi, cái thân tức là cái lõi ở trong đó, thì họ mới dập ra, họ xoay, họ nghiền, họ ép cái nước đó ra, rồi họ bỏ cái chất xúc tác vô cho nó lên men, họ làm cái rượu đế của Spanish của Mỹ đó, nó kêu là tequila. Đó. Có khi có nhiều cái hiệu, có nhiều cái brand name đó, thì họ bỏ vô cả cái con sâu, cái con mà cái sâu của lúa mì đó, cái con worm á, mealworm đó. Ui, mình nhìn thấy con sâu là mình đó co giò mình chạy có cờ rồi. Ông Ly thì cũng còn căng đảm, ông uống, ông thích bạn, ông bạn mời ông thì ông uống, cái mà mình cho bao nhiêu tiền nhất định không uống là không, mình sợ lắm. Đây có cái bông giấy họ trồng dưới lòng đường vậy thôi. Cây này nó cũng lạ, là cái bông nó như một cái, như một cái chùm như thế này nè, có thể là tà hậu túi nước hay sao mình thấy lạ quá. Đi dần tới cái nhà của người khách của mình, bạn của mình Lorenzo, nó rất là dễ thương, mà nó cũng là kỹ sư luôn. Thì ra cái nhà này cũng nó, mà xây cái nhà này cũng nó. Cái nhà này mua thì rẻ thôi, nhưng mà nó mua trên cái đồi đó. Đúng là khi mà nó mua cái nhà này đó, nó được quyền nó tháo ra để nó làm lại, sửa lại cái nhà. Nhưng mà mình phải giữ lại 20% trên cái sườn cũ đó, để cho cái tiền thuế mà cái permit đó xin nó dễ dàng hơn. Và mình xin mình sửa lại cái nhà nó lẹ hơn là mình xin cái permit để mình đi xây nguyên cái nhà mới đó. Mà cái tiền thuế lại nặng hơn nữa, tiền thuế cái permit nó cũng nặng hơn, cái gì nó cũng nặng hơn, mà nó lâu lắm. Cái quan trọng là nó lâu, nó cũng khoảng nhanh nhất là 6 tháng, mà có khi cả 2 năm họ mới được cái permit đó, cái giấy phép để làm nhà. Chứ không phải là nhà của mình muốn đập cái lúc nào mình làm, mình muốn đào ở đâu mình đào đó. Cái này là cái nhà của hơi xáo xáo góc nhà nó phía sau đó, cái nhà phía sau chỗ cái xanh xanh đó, đó là cái đồi nó thoải thoải lên. Cái nhà thì nó nằm gần với cái mặt đường, nó có những cái cây, cái bóng mát cái cây đó, nó nằm ở cái đến để nó che cho cái nhà. Cái cây cao đó là cái cây nó kêu là cái ốc chó, đó là cây walnut á. Nó có những cái ste đi lên phía sau cái đuôi nhà, giữa cái nhà với là cái gara đó nó cũng convert thành cái phòng nó ở luôn. Vì đất ở đây mắc lắm cho nên họ tận dụng hết tất cả cái gì họ có thể để mà họ cho mướn, hoặc là con cái ở xe chung một cái nhà đó thì nó đỡ tốn tiền hơn. Thường theo cái trong phong tục tập quán của Mỹ đó, thì mới con cái lớn lên 18 tuổi là tự động nó ra riêng, tự đi tìm việc, tự lại tìm tiền học, chứ nó không có phiền cha mẹ nữa, không có cần đợi cha mẹ kêu đi. Rồi còn Việt Nam mình thì là mình cứ ở chung quanh cái hàng rào rồi hàng rào tre, hàng rào trúc cho nó, cha mẹ vợ chồng rồi con cái, cha mẹ con cháu rồi bao nhiêu đời, nhiều khi bốn đời cũng ở chung trong cái căn nhà, rồi cứ tiếp tục nối tiếp phòng nọ phòng kia, hoặc là mấy cái nhà nhỏ nhỏ đó. Nói, mình thấy cái nào cái phong tục văn hóa nào nó cũng có cái hay, nó cũng có cái dở, ăn thua tùy ở cái cách mình hành xử ở đời mỗi ngày đó. Thì làm sao hạnh phúc mình biết nó đủ là đủ, đối với mình thì mình cứ nghĩ như vậy. Còn các bạn như thế nào thì cho mình biết nha.
đây là cái cây mà mình thích ăn, đó là cái cây plumeria, nó là cây chuối cùi của bên Việt Nam mình á. Loại này á thì mình không biết nó màu gì, nhưng mà cái lá thì mình thấy nhám nhám á, thì nó không có phải là cây thuộc cái diện mà cái phải cái lá mà nó shining, nó bóng chiếu đó. Cây này là cây màu trắng mà là cây chuối cùi thường, chứ nó không có phải là cái loại của bên Thái Lan. Bên Thái Lan mình thì nó đẹp hơn đó. Đây là cái cây hoa nhà, hoa lài, nó kêu là jasmine của Mỹ. Chính giữa đó là cái bông trắng đó, là cái bông tình yêu. Cứ mỗi năm đó là nó cái cây đó, cái củ nó trẻ làm đôi. Ví dụ mình không đào lên thì sang năm, năm thứ nhì nữa thì mình được hai củ, năm thứ ba mình sẽ được là bốn củ. Nó cứ chia, nó sẽ trẻ ra làm đôi như vậy, như thế đó. Đó, cỏ ở đây cũng chỉ là cỏ giả thôi đó. Sẵn rồi quay lên cho bà chị, cho bà chị mình biết đó là nó cái gì có thật giả giả. Thì dĩ nhiên rồi, nhà này nó mua rẻ mà. Có chứ gì à? Dạ, nó luộc răng chầu có đây không? Đó. Cho các bạn xem sơ đó, nó phải giữ cái vườn nhà một cái gốc như thế này nè. Nhưng mà anh giữ có 10% thôi. Thì thằng City nó tới, nó sạc cho một gốc, nó nạp cho một gốc. Vì đúng lực cái là mới làm 80%, nó phải đo, nó phải tính toán thôi này kia dưới đó. Ở phía sau nó làm cái sân đưa lên cao mà có cái cây phượng chiếm, tiếng Anh gọi là jacaranda, với lại cái cây pepperkin. Những cái cây đó có khi mà nó rụng bông, những cái lá, cái bông đó, cái cây thân cây này nọ, nó có chứa axit rất nhiều, nó tốt cho đất mình để mà mình trồng cây trồng hoa. Để mình đi tới cho các bạn xem sơ sơ cái view của nó. Mình cũng sẽ còn trở lại đây nữa cho nó xong cái căn nhà này. Này nó là nó làm theo cái diện cái nhà sàn của bên Việt Nam mình đó. Nó có những cái lỗ là để không nó hơi, không hơi, và phía dưới này nó bắt được ống nước dùng điện nước rồi này, phía dưới này hết. Mình thấy cái nhà này mấy cái cây nó còn đang đang, có thể là cái nhà này nó bị cháy rồi nó mua rẻ hơn về nó cất lại, nhà này nó cất thì nó ở. Cái miếng đất, cái location này, cái nhà này mua là cũng có triệu bạc á. Ở cái lưu vực Nga đó, Nam Cali đó, là đất đai nó cũng mắc, cũng không có thua gì ở bên miền Bắc Cali đâu.